Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải nha Và trong video này thì mình sẽ nói về cái đồng co nha các bạn Và mình cái video này á, các bạn nào mà muốn trao đổi thì băm á Thì các bạn có thể để lại bên dưới bình luận nha các bạn Rồi cái đồng co này thì hiện tại là ở tháng 11 rồi Và ngày 12, tháng 12 năm 2022 Thì nó sẽ chính thức cho mở mainnet nha các bạn Và cái đồng co này tổng công của nó đó là 2,1 tỷ co nha các bạn Và hiện tại thì mọi người đã khai thác nó là trên 500 triệu co rồi tức là khai thác một phần tư của cái tổng công này nha các bạn và các bạn làm gì làm các bạn đầu tiên vào thì các bạn bấm vào lấy co nha để nó không có đầy nó đầy 150 khối là chúng ta không khai thác được nữa nha rồi và tiếp theo thì các bạn muốn trao đổi thẻ băm để tăng tốc độ khai thác á, thì các bạn bấm vào thẻ băm nè rồi sau đó các bạn bấm vào tham gia nè rồi các bạn có thể xin những thẻ băm của những bạn khác các bạn nhập vào đây nha và nếu bạn nào mà không có thẻ băm á, thì các bạn cứ việc để lại thẻ băm bên dưới phần mô tả của video này để mọi người khác có thể nhập vào nha và mình cũng để thẻ băm bên dưới phần mô tả của video này các bạn kéo xuống các bạn bấm vào và các bạn lại nhập thẻ băm của mình vào nha các bạn để tăng tốc độ khai thác nha bạn cũng tăng tốc độ khai thác luôn nha các bạn và mình cũng được tăng tốc độ khai thác luôn nha mọi người trao đổi thẻ với nhau tại vì cái khai thác miễn phí á, chúng ta chỉ còn khai thác miễn phí được một tháng nữa thôi các bạn cho nên chúng ta tranh thủ nha rồi các bạn bấm vào thẻ tặng nè rồi các bạn có thể sao chép cái thẻ tặng này. Các bạn dán vào dưới phòng bình luận của video này luôn để người khác có thể nhập vào nha. Chúng ta nên trao đổi thẻ với nhau nha các bạn. Rồi các bạn cứ việc để lại thẻ băm với lại thẻ tặng tất cả bên dưới phần mô tả của video này nha các bạn. Để mọi người chúng ta tranh thủ khai thác nó nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.